Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, trong tháng năm vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, trong 10 ngày mở hệ thống đăng ký thi từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, đã ghi nhận 934.186 thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến thành công, chiếm 93,32% tổng số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đây là lần đầu tiên học sinh lớp 12 tự khai báo, đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến dưới dạng một dịch vụ công trực tuyến mức 4 kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.